Bản tin sau đây cho hay Hoa Kỳ sẽ không thay đổi chính sách chiếu kháng cho công dân Việt Nam. Tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam khẳng định không có thay đổi về chính sách chiếu kháng dành cho công dân Việt Nam và tiếp tục xem xét hồ sơ chiếu kháng định cư sau khi thời gian tạm ngừng vì đại dịch COVID-19. Tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội thông báo họ đang chuẩn bị khởi động lại các dịch vụ cấp chiếu kháng ngay tại chỗ khi mà có thể và sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ đương đơn xin chiếu kháng du học tại Hoa Kỳ. Thông báo được đưa ra sau khi có thông tin sai lạc lan truyền trên mạng về việc Hoa Kỳ ngưng cấp chiếu kháng cho du học sinh Việt Nam từ đầu tháng 7 tới vì có nhiều trường hợp phạm tội trộm cắp, tìm cách cố lưu trú tại Hoa Kỳ khi hết chiếu kháng. Hoa Kỳ là một trong số các quốc gia có nhiều học sinh Việt Nam tới du học và nghiên cứu ở các cấp khác nhau, với gần 25.000 sinh viên trong năm học từ năm 2018 tới năm 2019. Theo như báo cáo thường niên Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế công bố cuối năm 2019, du học sinh Việt Nam bậc đại học đóng góp gần 1 tỷ Mỹ Kim cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Thời gian vừa qua do đại dịch COVID-19 bùng phát tại Hoa Kỳ, phần lớn các trường học đóng cửa và chuyển sang học trực tuyến, cũng như là yêu cầu các sinh viên phải rời khỏi ký túc xá. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã thực hiện 3 chuyến bay thẳng sang Hoa Kỳ để đưa hàng trăm công dân về nước, trong đó có nhiều du học sinh. Vào ngày 18 tháng 3, Hoa Kỳ tuyên bố ngừng phỏng vấn cấp chiếu kháng tại Việt Nam trước tình hình dịch COVID-19 đang căng thẳng.